Tự truyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, kỳ 3, buổi lễ gieo niềm tin cứu rồi cả gia đình. Mẹ tôi mừng quá cuống cuồng dựng cái xe, treo cái nón vào cột rồi bảo, anh đi ngâm gạo cho em đi chợ mua thức ăn về, làm mâm cơm cúng. Nói đoạn, mẹ quầy quả lên xe đạp ra chợ, bố vải vàng vào bếp lấy đậu đổ ra sân, lấy cái vỏ chai chạc lên, cho hạt đậu vỡ đôi. Ngâm nước cho bóc tách vỏ ra để đồ sôi, như một luồng sinh khí mới thổi vào đại gia đình của tôi. Ông nội cũng vậy, ông săn sái lấy bát, lấy đũa, lấy chén ra lau rửa, đồ chuẩn bị cho buổi lễ. Sau đó tôi có cảm giác đây là cái lễ tôi được hồi sinh trở lại, như bữa tiệc đón tôi từ cõi chết trở về. Các anh chị em tôi quần tụ đông đủ, cả nhà tôi như đang có hội. Tất cả mọi người tất bật vào bếp nấu cơm, đồ xôi, làm gà, chuẩn bị cho mâm cơm cúng thật là thịnh soạn. Đúng 5 giờ chiều cụ ký xuống, tôi chạy ào ra cổng đón cụ, lòng thấp thỏm chờ đợi một câu nói, tôi vẫn muốn cụ nhắc lại. Khẳng định thêm một lần nữa rằng tôi sẽ sống. Như đón biết được ý tôi, cụ bảo với cha, đấy, hôm nay trông con bé khác hẳn hồi sáng rồi, bác thấy không? Ông đã bảo rồi mà, chắc chắn cháu sẽ sống. Con bé này thông minh sáng dạ lắm, đời nào ông trời bắt công với hai bác cứ yên tâm, chuẩn bị nhé để ông vào lễ. Tôi rất ngoan ngoãn, mọi khi mỗi lần lễ như vậy tôi thường chạy lăng xăng. Tôi vốn là đứa hiếu kỳ, không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ. Có lên này ngó bên kia, xem tay cụ bắt quyết thế nào, xem chân cụ khoanh ra làm sao. Tôi nhòm lên sớ xem cụ viết cái gì, đọc được những gì. Có lúc tôi chăm chú ngồi vện tai lên nghe cụ tụng kinh. Nhưng chiều hôm đó tôi ngồi im như một pho tượng, hai chân chắp bằng như người ngồi thiền, hai lòng bàn tay mở ra giống như người thu nạp năng lượng của vũ trụ. Hai mắt tôi chăm chú nhìn lên bàn thờ, nơi có đặt hoa, quả, rồi trên cùng có ảnh của bà nội tôi. Có một bát hương đang bốc khói nghi ngút. Ở bên dưới, cạnh chỗ tôi ngồi có một nồi cháo nhẹ, cũng đang bốc hơi thơm phức. Một mâm đầy bỏng, quần áo chúng sinh, tiền vàng. Bên cạnh cụ ký dở quyển sách chữ nho, rất dày, lật từng trang. Một tay cụ cầm cái đũa, một tay cụ lật giấy. Sau mỗi nhịp đọc, cụ lại gõ vào cái bát nghe keng keng. Tôi thấy một không khí linh thiêng đến lạ kỳ. Rất nhiều lần cụ đã làm lễ như vậy để cầu sức khỏe cho gia đình tôi vào đầu năm, nhưng chưa bao giờ tôi lại thấy không khí lễ linh thiêng trang nghiêm đến như vậy. Và trong lúc ngồi chăm chú nhìn lên bàn thờ, tôi thấy có một làn sương mờ bay qua bay lại trước bát hương, rồi bay qua bay lại trước ảnh của bà tôi. Có lẽ ngay từ lúc đó khả năng đặc biệt của tôi bắt đầu xuất hiện. Nhưng tôi không chú tâm đến việc đó, chỉ chú tâm đến việc mình sẽ sống hay mình phải chết. Sau này mỗi khi hồi tưởng lại, tôi lại nhớ đến giây phút đó, nhớ đến màn sương bay qua bay lại hôm cụ ký lễ cho tôi. Đó có lẽ là cái nhìn đầu tiên của tôi về thế giới tâm linh, thế giới siêu hình. Sau khi làm lễ cụ sinh đài nhất âm nhất dương, cả nhà tôi nín thở hồi hộp. Kỳ lạ thay, mọi khi anh trai tôi, em trai tôi cũng vậy, rất hay nghịch ngợm, chạy nô đùa ở ngoài sân. Đang lễ bố phải ra quát thì anh em mới nín. Nhưng hôm đó thì im phăng phắc, có lẽ cả nhà cùng chung tâm trạng chờ đợi và đặt tất cả hy vọng vào đàn lễ mà cụ ký đang cúng. Sau này tôi mới hiểu cụ ký đã biết được số tôi như vậy. Nhưng thấy cha con tôi suy sụp, cụ muốn làm như vậy để trấn an tinh thần. Có lúc tôi nghĩ rằng cụ như một nhà tâm lý học, và cụ đã dùng một đoạn tâm lý rất đúng lúc, đúng thời điểm, và đoạn tâm lý đó đã cứu cánh cả gia đình tôi. Khi cụ cầm đồng tiền giơ lên, nói rằng cho con xin nhất âm nhất dương. Không hiểu sao tôi lại nhập tâm đến thế câu khấn đó của cụ. Và khi cụ thả đồng tiền xuống, cả nhà tôi hồi hộp. Nhìn vào đĩa đồng tiền hai mặt trắng, cụ lại nói, cười là tươi là tốt, cười thế này là tốt đấy bác ạ. Để tôi xin tiếp đài nữa. Tới rồi cụ, lên một tiếng vui vẻ và nói, được rồi bác ạ. Rồi nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười lúc đó của cụ mới hiền lành phúc hậu làm sao. Tôi có cảm giác lúc đó cụ như một ông tiên. Tôi phải nhìn sang ông nội tôi, lòng chợt ngẹn đắng. Một dòng nước mắt mặn mòi lăn từ gò má nhăn nheo của ông. Ông tôi lúc đó đã tám mấy tuổi rồi, có lẽ ông cũng phó thác niềm tin của mình, số phận đứa cháu gái của mình vào hai đồng âm dương. Cho nên khi nhìn thấy đồng tiền nhất âm nhất dương, ông vui mừng đến trào nước mắt. Tôi chạy ra ôm lấy ông, bảo, ông ơi, cháu sống rồi phải không ông? Ông gật đầu. Thấy vậy, cụ ký cười kha kha bảo, thôi, thế là từ nay gia đình bác yên tâm nhé. Cháu Hằng lại vui vẻ rồi, ngày mai lại lên làm cua với ông. Hôm đó tôi quên cả đói, không còn biết đói là gì nữa. Tôi vui sướng như điên, muốn hô to thông báo với 64 người bạn trong lớp 12A, thân yêu của tôi rằng tôi đã sống. Nhưng cái tai nạn tôi bị chó dại cắn, bị lên cơn, gia đình tôi giấu rất kín, rất ít người biết.
nên khi tôi chạy ra sân hát toáng lên: Huế ơi Huế, Huế là con ông chú của tôi, chị sống rồi, chị hết điên rồi. Thì mẹ chạy ào ra kéo tôi vào, bà bảo: Con ơi, con đừng kêu lên, cả làng cả xóm biết đấy con ạ. Mãi sau này tôi mới hiểu, nếu mọi người biết tôi bị chó dại cắn, biết tôi đã từng lên cơn dại, chắc chắn tôi sẽ không lấy được chồng, không ai dám lấy tôi nữa. Nói như ông nội là sẽ không có tương lai, và câu chuyện của tôi đã được bưng bít. Hàng xóm nếu ai vô tình biết được, bố mẹ tôi đều cầu xin họ đừng nói ra ngoài, vì nếu làm như vậy, sau này sẽ khổ cháu. Kỳ 4, cuộc sống khốn khổ của những gia đình sống nơi Gò Con Cú. Câu chuyện tôi sắp kể đây xảy ra đến nay vừa tròn 20 năm. Đó là những ngày đầu tiên tôi có khả năng đặc biệt, song nó vẫn ám ảnh tôi cho đến tận bây giờ. Tôi vẫn nhớ đó là một buổi trưa hè nắng như đổ lửa. Vừa tan học về đến nhà, tôi đã nghe ông nội rầu rầu bảo con gái chú tôi lại bị viêm cơ đùi, sưng to như thân cây chuối hộp, xốp ly bì. Cả nhà đang táo tác chuẩn bị cho đi viện. Không kịp ăn cơm, tôi chạy ào sang nhà chú. Nhà chú cách nhà tôi một con đường nhỏ. Tôi chạy cuống cuồng như bị ma đuổi, mồm miệng thi nhau thở. Vừa chạy đến đầu sân, tôi bỗng giật nảy mình, đứng sững lại khi chợt nhìn thấy bóng một người đàn ông ăn vận như một vị quan võ trong các tích tuồng cổ, với mũ mạo cân đai, tóc búi tự, đang đứng trong bụi tre ngay sát cổng nhà chú. Tôi giơ tay dụi mắt xem mình có bị hoa mắt không. Song không, đó là một hình ảnh thật. Tôi còn nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông ấy. Đó là nét mặt của người cổ xưa, khuôn mặt đen, nước da màu nâu đồng, mắt nhìn tôi đầy giận dữ. Tóc tôi bỗng dựng ngược, sởn da gà, người lạnh toát. Tôi muốn kêu lên mà quai hàm cứng ngắc. Tôi vội nhắm tịt mắt lại. Chừng vài phút sau, tôi mới hé hé mắt nhìn lên. Không thấy người đàn ông cổ xưa với khuôn mặt đằng đằng sát khí ấy đâu. Hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết can đảm mở mắt nhìn thẳng vào bụi tre. Không thấy ai, chỉ có những thân tre già, ủ máu, đứng ken nhau. Bên cạnh bụi tre là cái nhà xí xây gạch, là bằng mái danh của nhà chú, xung quanh cây cối rậm rạp. Buổi trưa hè vắng lạnh, không một bóng người, không một ngọn gió. Cành cây đứng im phăng phắc, lạ nhị, không biết mình vừa mơ hay tỉnh. Hình ảnh người đàn ông trong trang phục cổ xưa vừa nãy là thật hay chỉ là ảo giác? Trong đầu tôi chợt lóe lên ý tưởng phải chạy đến bụi tre xem cụ thể thế nào. Nhưng cái cảm giác kinh hãi khiến cho tôi không nhấc nổi chân, và những kỷ niệm hãi hùng thở ấu thơ gắn liền với bụi tre tầm kia bỗng ùa về. Thở nhỏ vào những đêm trăng sáng, lũ trẻ chúng tôi sau bữa cơm tối thường tụ tập nhau chơi trò ú tim. Một đứa nhắm mắt úp mặt vào tường, vừa úp mặt vừa đếm từ 1 đến 100. Trong lúc đó cả nhóm chui mình vào các bụi cây xó xỉnh để ẩn nấp, rồi hú lên một tiếng cho đứa kia đi tìm. Nhiều lần nhiều đứa trốn vào bụi tre nhà tôi rồi không biết đường ra. Nửa đêm bố mẹ phải đốt đèn đi tìm, lúc tìm thấy lôi ra mặt đứa nào cũng xanh như đít nhái vì sợ hãi. Đứa nào cũng kể lúc chui vào bụi tre tự dưng có một ông quan mặt mũi dữ tợn ở đâu hiện ra, giữ chặt chân, bịt chặt miệng, không cho chạy, không cho kêu. Câu chuyện hãi hùng ấy xảy ra quá nhiều lần với nhiều đứa nên lũ trẻ chúng tôi sợ, không đứa nào dám bén mạng ra gần đó chơi nữa. Một hôm chú tôi gọi thợ đến xây nhà vệ sinh ngay cạnh bụi tre. Chừng vài tuần sau, cả nhà chú tôi mắc một căn bệnh lạ, tự dưng sưng đùi trái, ngoẹ đầu, ngoẹ cổ trái, ốm đau quanh năm. Cái con chú tôi có khi mới sinh, chúng rất xinh xắn, trắng trẻo bụ bặm, nhưng chừng vài tháng tuổi là mụn nhọt mọc khắp đầu, những u nhọt to như trái ổi, lúc nào cũng bưng sung. Nhà chú tôi rất nghèo, thím tôi nhiều lần rầu rĩ than cả đời chú thím chưa bao giờ được một ăn bữa ăn no. Có lần thím hoang mang hỏi tôi có phải vì chú thím làm nhà vào chỗ đất độc đầu Gò Con Cú hay không. Các cụ làng tôi vẫn gọi khu đất đó là Gò Con Cú vì nhìn xa hình thể đất đó giống như một con cú mèo. Nơi chú tôi làm nhà nằm ở ngay trên đầu gò. Cũng xin kể thêm là bên cạnh nhà chú tôi cũng có một nhà hàng xóm, hai vợ chồng cưới nhau từ đó ở, có sinh được một đứa con trai. Đứa trẻ cũng bị bệnh lên mục, nhưng không phải ở đầu như các con em nhà chú tôi mà là ở nách, dân gian gọi là bệnh ổ gà. Phải chăng ngôi nhà đó dựng vào nách con cú? Một thời gian sau vợ mắc bệnh mất, người chồng buồn rầu bán ngôi nhà đó cho bác B rồi về ở cùng bố mẹ. Nhà bác B toàn những người to lớn khỏe mạnh, chịu thương chịu khó. Bản thân bác là y tá, đi chữa bệnh cho mọi người trong làng. Vậy mà gia đình làm ăn cắt đầu không nổi, cất chổi không nên, quanh năm đầu tắt mặt tối mà vẫn nghèo xác nghèo sơ. Bác B sau này mắc chứng tâm thần, thỉnh thoảng bác lên cơn như người say rượu,
chửi bới, đập phá lung tung, chửi chán, đập chán, bác lại thè lưỡi, rút dao tự cắt lưỡi mình. Cả xóm kéo đến xem. Mọi người đều nhìn thấy máu chảy ròng ròng, chẳng thuốc thang gì. Thế mà vài hôm, vết thương đó tự liền lại. Rồi bác lại chửi, lại hò hét, đập phá, lại tự cắt lưỡi. Bên cạnh nách nhà chú tôi, còn một gia đình nữa là cháu họ bố mẹ tôi, tên là Tê. Hai vợ chồng tuy lớn tuổi, nhưng vẫn gọi chúng tôi bằng anh chị. Gia đình chú Tê rất đông con, làm nghề chở xe bò, chuyên vận chuyển hàng hóa cho các cửa hàng hợp tác xã. Thời đó làm nghề này được nhiều điểm nhiều công, được chia nhiều thóc nhất, nhưng gia đình chú Tê vẫn chật vật bởi con cái quanh năm quặt quẹo. Một bên nách nữa, ông sát vào gà con cú là nhà bác Vê, cũng làm y sĩ. Nhà bác này nằm ở ức con cú, kinh tế có vẻ ổn định hơn so với mọi nhà trong xóm. Con cái bác đi đại học và thoát ly hết, ở làng tôi điều đó là rất hiếm. Ông nội tôi thường nói, có bao nhiêu lọc thì rơi hết vào bụng con cú, là nhà của bác Vê. Nhưng ở ngực con cú lọc thì lọc vậy, nhưng lúc nó trở mình thì cũng dây chân. Tôi không hiểu do sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là lời ông tôi nói có cơ sở, vì sau đó liên tiếp tai họa giáng xuống nhà bác Vê. Bác ấy là y sĩ, đang rất khỏe mạnh tự nhiên. Sau một cơn bạo bệnh, bác đột ngột ra đi. Người con thứ hai của bác là kỹ sư lâm nghiệp, vợ chú là giáo viên dạy văn cấp 3. Hai vợ chồng sinh được một trai một gái. Bé trai tên là S, bé gái tên là Thờ. Trước cửa nhà chú có một cái ao, hàng ngày tôi vẫn ra ao rửa rau, giặt giũ. Lúc rảnh sang nhà chơi đùa với hai em. Em bé gái rất xinh, mỗi lần cô bé đi chơi thường trùm lên mặt chiếc khăn phon đỏ. Cô thường nựng em là công chúa đấy. Nhưng rồi một hôm tôi đi ra ao rửa rau, thấy cô ngồi bưng mặt khóc. Tôi gặng hỏi, cô tức tưởi, em Thờ bị bệnh nặng lắm giáo à, em bị ung thư tụy. Nói đoạn cô khóc ầm lên. Cô kể người ta đã chọc tụy cho em. Trong khi cô bế em Thờ đi chữa bệnh tích tặng trên bệnh viện Nhi Thụy Điển, thì em S ở nhà bị ngã gãy chân. Thương em bó bột, ngày nào tôi cũng sang chơi với em và chờ tin về em Thờ. Một hôm cô về, người rũ như tàu chuối héo, hai mắt sưng húp, mặt thất thần. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Em Thờ vĩnh viễn không về nữa, em chết khi vừa tròn 9 tháng tuổi. Chuyện nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng đến đây là hết. Các bạn hãy nhớ bấm nút đăng ký để xem tiếp phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.